Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Có thể nói rằng với hai mức giá xem với nhau, một bên là Minh Quốc Đào huyền thoại, còn một bên thì là Hoàng Gia theo một cái mẫu thiết kế mới. Nhưng mà với Hoàng Gia và với Louis thì đây là một cái sản phẩm, một cái lối thiết kế mà nó đã có từ cách đây vài thế kỷ các bạn ạ. Và giữa hai bộ bàn ghế xem giá nhau như này, một bên là 59 triệu 500 và một bên là 56 triệu. Chênh lệch nhau thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Và chúng ta nên chọn cái bộ ghế nào cho phù hợp. Thế thì hôm nay cơ sở sẽ giới thiệu với các bác về hai bộ ghế này và tập trung nhiều hơn vào bộ ghế Hoàng Gia. Thì có thể nói rằng với thiết kế của Minh Quốc Đào, đây là một cái thiết kế phải cho là huyền thoại rồi. Gần như là quý cô bác anh chị là đi tới nhà hàng xóm nhà mình này đấy, hay là đi xung quanh khu vực, nói chung là phải nói rằng là đi tới đâu cũng gặp, đó là Minh Quốc Đào các bạn đó. Minh Quốc Đào thì rất là dễ dùng, thiết kế nhẹ nhàng thanh thoát đó. Và một bên thì là Hoàng Gia. Thì trên đây đó là một cái mẫu thiết kế về cơ bản thì khá là mới, và mẫu thiết kế này nó cũng thiên về cho những khách hàng đó là yêu thích những cái sự gọi là hoành tráng đó. Đầu tiên mình nói rõ như vậy. Với thiết kế của Louis này, hoa lá tây này, thì như mọi người xem, đây là một cái lối thiết kế của một cái sản phẩm, chúng ta nhìn nó mang một phong cách nó quý tộc đó và nó đẳng cấp. Hoàng Gia thì là vốn dĩ là như vậy rồi các bác nhé. Và những cái bộ ghế này thì sẽ dành cho những khách hàng yêu thích sự đục chạm, và khách hàng phải chịu khó đấy. Vâng, chịu khó cái gì ạ? Bởi vì dùng một bộ bàn ghế mà còn phải chịu khó nữa thì vâng, cũng phải chia sẻ thật với cô bác anh chị đó là đây là một bộ ghế đục chạm nhiều, cho nên là nó sẽ có nhiều những cái ngóc ngách, nhiều những cái khe kẽ, cho nên là nếu như mình dùng những bộ bàn ghế như này thì mình sẽ phải chịu khó một xíu nữa cho việc đó là vệ sinh trong một thời gian đôi ba tuần, chúng ta phải vệ sinh lại thì cái sản phẩm nó mới đẹp được. Và cái bộ bàn ghế Hoàng Gia này thì cơ sở đang làm trên một cái bộ mặt ván tràn 3 phân. Thì với mặt tràn thì các bác yên tâm về độ dày đó, và chúng ta dùng thì thoải mái, và cũng như là nó sẽ không bị đóng bụi giống như là những cái hàng khung tranh đó. Và trên đây thì là một cái bộ Hoàng Gia trương là trương liền các bác nhá, được đục chạm thì rất là tuyệt vời rồi. Màu sắc thì cơ sở sơn rất là đẹp rồi các bác nhá, Hoàng Gia rất tuyệt vời luôn. 59 triệu 500 một bộ các bác. Ở đây thì cơ sở bên em đã tặng hết kính mặt bàn, đã cắt sẵn cho quý anh chị nhá. Và trên bộ Hoàng Gia này thì cơ sở bên em có đục chạm luôn cả các phần mặt sau. Đó, như các bác cũng đang xem ở đây, mặt sau đục hết cho các bác nhé, cánh gà rồi trương đục hết luôn. Và hiện tại thì cơ sở Mộc Nam Huy đang có chương trình giảm giá từ 5 cho đến 10% cho khách hàng khi tới tận xưởng của bên em để mua hàng các bác nhé. Các bác có thể tận dụng cơ hội này để chốt được những cái sản phẩm này trong phân khúc giá tốt của Mộc Nam Huy, giống như rất nhiều khách hàng đã chốt được những cái sản phẩm trong phân khúc giá tốt ở thời điểm này của cơ sở bên em. Video này được quay vào ngày 25 tháng 12. Hôm nay là ngày nghỉ lễ của người Công giáo. Nhân tiện cơ sở Mộc Nam Huy cũng xin được gửi một lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc một mùa Giáng sinh an lành. Và vâng, tới bộ ghế Minh Quốc Đào. Thì xin thưa với quý anh chị, đây là bộ ghế cơ sở cũng quay khá là nhiều lần. Minh Quốc Đào cột 12, gỗ gõ đỏ, mặt ván dày 3 phân. Và trên đây là bộ ghế được đóng theo kiểu bàn đôn hộc kéo. Có một điều quay sản phẩm này thì quý anh chị thông cảm, đó là cơ sở bên em thì đóng mộc tại chỗ luôn, cho nên là nó hơi bụi một xíu. Chứ còn đây là một cái sản phẩm sơn rất đẹp, màu sắc rất là căng. Với bộ bàn ghế này thì giá hoàn thiện là 56 triệu. Cô bác anh chị có thể cân đối và chốt tại Mộc Nam Huy trong mức giá tốt hơn nữa các bác nhé. Hai bộ bàn ghế này thì cơ sở cũng chia sẻ luôn, đó là với Minh Quốc Đào thì quý anh chị có thể dùng được cho hầu hết tất cả các không gian, từ hiện đại này trở về cổ điển này, quý anh chị dùng đều được nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái mẫu này nó đã quá là quen thuộc rồi đó, và nó rất là dễ để mà phối cho các không gian đó. Và đây là một cái mẫu mà cơ sở có thể nói với quý anh chị rằng là khi mà có quá nhiều sự lựa chọn, không biết chọn cái gì thì chọn Minh Quốc Đào thì không bao giờ sai các bạn. Đó là một thực tế nhé. Còn Hoàng Gia thì nó như thế này. Hoàng Gia thì nó sẽ dành cho những người mà yêu thích sự đục chạm, đấy, yêu thích các đường nét hoa lá tây. Quý anh chị có một cái tâm hồn gọi là bay bổng, gọi là
yêu đồ gỗ cũng như là yêu đục chạm, thì các anh chị sẽ chốt những bộ ghế này là hợp lý. Đồng thời với những bộ ghế hoàng gia này, với cái độ thiết kế nó dài hơn, cao hơn, cho nên là với cái tư thế ngồi của hoàng gia thì nó sẽ thoải mái hơn và sang trọng hơn, dành cho quý anh chị khách hàng mình muốn những cái điều như vậy các bác nhé. Nên là cơ sở cũng xin tư vấn và chia sẻ cho các anh chị một xíu những cái sự gọi là cân nhắc như thế nào giữa hai cái sản phẩm như thế này để mình dùng sau đó cho phù hợp. Tất cả các sản phẩm của Mộc Nam Huy khi được sản xuất thì đều làm theo những cái tiêu chuẩn và làm theo những cái tiêu chuẩn khác nhau, cũng như là dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đó, khách thích dày, khách thích hàng đục chạm, hay là yêu thích một cái đường nét như thế nào, thì cơ sở luôn luôn là làm theo yêu cầu cho khách, cũng như là làm nhiều cái sự lựa chọn. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này một lần nữa. Với ngày 24-25 tháng 12 hôm nay thì cơ sở Mộc Nam Huy xin được gửi lời kính chúc sức khỏe, cũng như là kính chúc một mùa Giáng sinh an lành với tất cả mọi người. Và cũng cơ sở cũng mong muốn là quý anh chị nếu có nhu cầu về các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất, quý anh chị có thể ghé thăm cơ sở đồ gỗ của Mộc Nam Huy. Quý anh chị có thể chọn mua những cái sản phẩm đồ gỗ và có thể đặt được những cái sản phẩm theo yêu cầu. Tuy nhiên thì với tình huống là hàng đặt thì cơ sở cũng xin chia sẻ quý anh chị một xíu, đó là hiện giờ thì cũng đã khá là cận Tết rồi, cho nên nếu mà quý anh chị có nhu cầu đặt những cái sản phẩm theo yêu cầu với nhu cầu trước Tết thì đối với một số sản phẩm mà gỗ nó sẽ khô nhanh thì cơ sở sẽ đóng được, nhưng mà một số những cái sản phẩm mà nó sợ mà nó không kịp thì cũng có thể cơ sở sẽ không làm được các bác nhé. Nên là quý anh chị cũng có thể thông cảm giúp cơ sở bên em. Tại vì sao ạ? Tại vì mỗi một lần mà làm lên một cái sản phẩm thì cơ sở bên em cần phải có một cái sự đảm bảo về cái độ khô đấy của cây, cho nên là luôn luôn là cơ sở phải nhận cái thời gian nó phải đạt, phải đủ thì bên em mới dám nhận các bác ạ. Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp nhé.